Gilberto Bottiglieri bất ngờ với tinh thần thượng võ của người hâm mộ MMA Việt Nam. Sau scandal tại Lion Championship 5, ông Gilberto Bottiglieri, quản lý câu lạc bộ C88 Martial Arts Fitness Yoga, bất ngờ với tinh thần thượng võ của người hâm mộ Việt Nam, đồng thời cho rằng hơi vội vàng khi tuyên bố rời xa giải đấu MMA lớn nhất giải đất hình chữ S. Robson Oliveira là võ sĩ đầu tiên của câu lạc bộ C88 MMA thi đấu tại Lion Championship. Trận đấu với Trần Ngọc Lượng nhanh chóng gây sức hút và nhận được rất nhiều sự quan tâm khi Y Thể Thao phỏng vấn liên tục các màn khẩu chiến trước giờ gờ. Rất tiếc, cuộc đọ sức khép lại với những lùm xùm về kết quả. Phía ban tổ chức ra thông báo xin lỗi, giải quyết thăng hạng và tổ chức tái đấu cho võ sĩ. Gilberto Bottiglieri đã tuyên bố không trở lại. Nhưng mới đây, chia sẻ với ythethao.vn, ông bày tỏ sự cảm thông và thấu hiểu cho ban tổ chức. Vị quản lý này mong muốn tiếp tục đưa võ sĩ đến với giải đấu MMA lớn nhất Việt Nam. Về Robson Oliveira, ông xem đó như một bài học cho tay đấm người Brazil cũng như các võ sĩ quốc tế khác. Định hướng của C88 với Robson là những giải đấu quy mô quốc tế, tầm cỡ để profile của tay đấm thêm phần chất lượng. Bởi trước đó, Robson đến Việt Nam cùng thành tích nổi bật khi từng 3 lần vô địch BJJ tại Brazil, đất nước sản sinh ra nhiều cao thủ nhu thuật Samba. Gilberto không muốn Robson chết chìm trong mấy lùm xùm không đáng có. Gilberto tiếc nuối vì không thể bay ra Hà Nội để xem Lion Championship 06 do công việc đào tạo và khoảng cách địa lý, nên ông không thể dự khán loạt trận đấu này. Người đại diện C88 đánh giá cao công tác tổ chức, quy mô và sự chuyên nghiệp của giải. Ông cho rằng scandal khép lại và những sự cố này không thể kìm hãm sự phát triển của MMA Việt Nam nói chung, cũng như tinh thần cầu toàn hướng tới sự hoàn thiện của liên đoàn nói riêng. Chia sẻ cùng Y Thể Thao, ông nói: First of all, the most important thing about this interview is to thank all the Vietnamese people for the support that you guys give it to us. We cannot be more thankful. I speak for me and my whole team and like all the guys that train with me. I really love the love that you guys give it to us and how fair you guys are with us. And this is my favorite country. And we represent Vietnam when we fight, and we all have Vietnamese flag. And if the organization let us, we would put representing Vietnam. But they said we need to represent Brazil, but we're gonna keep coming in with the Vietnamese flag because that's how we feel. Thank you. Thank you.